Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Xin kính chào và cảm ơn quý vị, các đồng chí đang theo dõi chuyên mục Quốc phòng toàn dân hôm nay. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Giám sát việc lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng. Gặp mặt già làng trưởng thôn tiêu biểu năm 2023. Cuối chương trình là bài Sĩ quan trẻ cống hiến và trưởng thành. Bây giờ là nội dung chương trình. Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum, gọi tắt là Đoàn Giám sát 991, đã tiến hành giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng tại Đảng ủy Quân sự tỉnh từ năm 2020 đến nay. Thiếu tướng Cao Phi Hùng, Phó Tư lệnh Quân khu 5 và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Y Thị Bích Thọ đồng chủ trì giám sát. Đoàn Giám sát 991 tiến hành giám sát về 4 mặt, gồm công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật và công tác xây dựng Đảng. Trong đó tập trung giám sát kết quả quán triệt triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác quân sự quốc phòng, công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và phối hợp sở ban ngành đoàn thể lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, công tác giáo dục quốc phòng an ninh, việc kết hợp phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Lãnh đạo thực hiện công tác hậu cần tài chính, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy, công tác cán bộ, xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng đạo đức, tổ chức và cán bộ, công tác xây dựng đảng trong các lực lượng. Thông qua giám sát nhằm phát hiện, chỉ ra những vấn đề còn vướng mắc, kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng đảng. Từ đó giúp Đảng ủy Quân sự tỉnh có giải pháp bổ sung trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới. Hội Phụ nữ Phòng Hậu Cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đắc Rơ Nga, huyện Đắc Tô đã tổ chức lễ kết nghĩa, qua đó tạo mối đoàn kết quân dân và tạo điều kiện cho chị em được giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác hội, giúp nhau vượt qua khó khăn, vươn lên cùng tiến bộ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác phụ nữ, phong trào phụ nữ tại địa phương và đơn vị. Trong quá trình hoạt động, hội phụ nữ hai đơn vị cùng nhau phối hợp tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, giúp đỡ các gia đình chính sách neo đơn, phối hợp tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tham gia bảo vệ môi trường, giúp đỡ gia đình khó khăn, phấn đấu chung tay xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo, tuyên truyền cho nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, tham gia các hoạt động góp phần bảo đảm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu và địa phương phát triển vững mạnh về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động phong trào khác. Nhân dịp này, Hội Phụ nữ Phòng Hậu Cần đã tặng quần áo cho học sinh nghèo, trẻ mồ côi và tổ chức nấu bữa ăn tình nghĩa. Hội Phụ nữ Phòng Hậu Cần hỗ trợ hai em học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Đắc Rơ Nga, huyện Đắc Tô. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức gặp mặt, động viên già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu trong vùng dân tộc thiểu số và có nhiều cống hiến trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng giai đoạn 2018-2023. Tham gia gặp mặt có 40 đại biểu đại diện cho các già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu của 102 xã, phường, thị trấn thuộc 10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Cuộc gặp mặt nhằm góp phần tôn vinh, nhân rộng những tấm gương điển hình, mô hình mới, cách làm hay, việc làm hiệu quả của các già làng, trưởng thôn, người có uy tín, đồng thời tạo sự gắn kết ngày càng bền chặt hơn giữa Bộ đội Cụ Hồ với nhân dân, giữa cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh với các già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong công tác quân sự quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là dịp để cấp ủy chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang tỉnh lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của già làng, trưởng thôn, người có uy tín gửi đến các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương và những chia sẻ kinh nghiệm quý báu trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị ở cơ sở. Già làng, trưởng thôn là những người gương mẫu trong lao động, sản xuất, tích cực vận động nhân dân, con cháu trong gia đình phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ các hủ tục, qua đó góp phần quan trọng xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng an ninh tại cơ sở. Già làng Đinh Duy Phương ở thôn Đắc Pro là thôn khó khăn nhất, cách trung tâm xã Đắc Tăng, huyện Con Plông 20 km.
Nhiều năm qua, để vận động dân làng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, ông luôn gương mẫu đi đầu, dạy bảo các cháu ngoan hiền tập trung làm kinh tế gia đình. Đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tạo điều kiện với người gọi là người giàu là giúp người nghèo, là người trung bình là cứ thực hiện mà làm để trở thành những người làm khá giả như các hộ khác. Tuyên truyền cho các hộ gia đình thì có con là đúng độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự thì cái đó là phải đi. Không đi là không được, bởi vì chỉ trường hợp những người bệnh tật ốm đau và sức khỏe không đều và là không gọi là không chuẩn thì mới để lại ở trong địa phương. Còn thanh niên, lực lượng thanh niên mà đúng tuổi mà sức khỏe tốt thì vẫn năm nào cũng có đi. Ông A Lát là người có uy tín tại thôn Con Giòn, xã Ngọc Réo, huyện Đắc Hà. Ông có cách làm sáng tạo để vận động nhân dân trong thôn không theo tà đạo hòm mòn, chăm lo lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại hiệu quả. Chính vì vậy, trong những năm qua, trên địa bàn thôn không có người nghe theo kẻ xấu, đoàn kết, tập trung lao động phát triển kinh tế gia đình để thoát nghèo. Trong nhiều năm qua, thôn Con Giòn đều được công nhận là thôn văn hóa tiêu biểu. Tiếp tục vận động tuyên truyền nhân dân, trước tiên nhất là cái vấn đề chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đây là lần đầu tiên. Còn việc thứ hai là cái vấn đề để ổn định cái vấn đề cuộc sống ấy, thì thường thường là đi cái vấn đề gọi là bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đây là muốn làm cái việc gì phải bảo vệ cái trật tự. Thì sau này mình làm ăn mới có vấn đề nó trật tự hơn, nó có cái vấn đề kia mình không lo cái vấn đề trong cái mắc trộm, mắc cắp, mình không lo cái vấn đề người ta quậy phá. Thời gian qua, các vị già làng, trưởng thôn, người có uy tín luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, quân sự, quốc phòng, đồng thời tích cực vận động bà con nhân dân, con cháu của mình chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, không nghe, không làm theo, không tin vào lời kẻ xấu xúi dục, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Trong những năm qua, chúng tôi thấy đội ngũ này cũng là những người rất làm tốt công tác tuyên truyền, vận động con em lên đường tham gia nhập ngũ, xây dựng quê hương, bảo vệ tổ quốc. Đồng thời họ cũng là người tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn bảo vệ các cái công trình quốc phòng trên địa bàn, không để kẻ xấu phá hoại, từ đó góp phần cho lực lượng vũ trang tỉnh triển khai thực hiện tốt cái nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện tiêu biểu. Với phương châm già làng trưởng thôn nói, dân làng nghe, già làng trưởng thôn hô, dân làng hưởng ứng, già làng trưởng thôn làm, dân làng làm theo, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và các ban ngành đoàn thể ở địa phương và các già làng trưởng thôn thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức tọa đàm sĩ quan trẻ năm 2023 với chủ đề xung kích, sáng tạo, xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Qua đó, giúp cấp ủy chỉ huy các cấp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ sĩ quan trẻ, tiếp tục có những chủ trương, giải pháp để xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ sĩ quan trẻ ngày càng trưởng thành, đủ khả năng kế cận, phát triển thành cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong quân đội. Đại tá Hồ Anh Tuấn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và phát biểu. Đội ngũ sĩ quan trẻ đã bày tỏ những quan điểm, suy nghĩ của mình về thực trạng, yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị và kiến nghị những giải pháp để nâng cao trình độ về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hiện nay đội ngũ sĩ quan trẻ dưới 35 tuổi trong Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chiếm trên 48% tổng số sĩ quan trong Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Sĩ quan là người dân tộc thiểu số chiếm 28%. Đảng viên đạt 89% được đào tạo cơ bản qua các học viện, trường sĩ quan, có phẩm chất tốt, có trình độ năng lực, luôn kiên định vững vàng, phát huy cao tính xung kích sáng tạo, nhiệt huyết, trách nhiệm, biết khắc phục khó khăn gian khổ, đoàn kết quyết thắng, vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Thông qua tọa đàm giúp cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nắm chắc hơn, hiểu rõ hơn đội ngũ sĩ quan trẻ hiện nay đang mong muốn gì và cần những gì, nhất là những khó khăn trong quá trình học tập, công tác, cống hiến của đội ngũ cán bộ sĩ quan trẻ. Với tình cảm trách nhiệm của mình, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ làm hết sức mình để những sĩ quan trẻ có thêm điều kiện thuận lợi, giảm bớt những khó khăn, cống hiến nhiều hơn nữa cho đơn vị, cho quân đội. Thưa quý vị và các đồng chí, sĩ quan trẻ là một lực lượng nòng cốt trong xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, luôn xung kích đi đầu, tích cực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong tình hình hiện nay, do yêu cầu nhiệm vụ,
nên sĩ quan trẻ phải nỗ lực phấn đấu, tự rèn luyện để hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. Hiện nay, đội ngũ sĩ quan trẻ dưới 35 tuổi chiếm trên 27% tổng số sĩ quan trong Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 100% sĩ quan trẻ là đảng viên, được đào tạo cơ bản qua các học viện, trường sĩ quan. Các sĩ quan trẻ xác định tốt nhiệm vụ, yên tâm gắn bó với đơn vị, có chí tiến thủ, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, gương mẫu về mọi mặt, gần gũi yêu thương chiến sĩ. Nhiều đồng chí đã khẳng định được năng lực của mình trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị, không ngại khó khăn vất vả, đi đầu trong công tác phòng chống thiên tai, bảo vệ tài sản và tính mạng của nhân dân. Là một sĩ quan trẻ hiện đang công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, bản thân và đội ngũ sĩ quan trẻ tại đơn vị luôn có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, có năng lực phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, năng động và sáng tạo, xác định tốt nhiệm vụ. Đa số các sĩ quan trẻ đều có khát vọng được cống hiến và được phục vụ lâu dài trong quân đội, quyết tâm phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công. Khi chọn vào quân đội, mỗi sĩ quan trẻ đều phấn đấu khắc phục khó khăn, cùng nhau chung tay xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Họ là những người luôn thể hiện khát vọng được cống hiến, phục vụ lâu dài cho quân đội và quyết tâm phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại. Hiện nay, đa số các đồng chí 24/24 giờ là ở đơn vị công tác. Các đồng chí có rất ít thời gian để về ở cùng gia đình. Và vấn đề về tiền lương thì hiện nay lương của các đồng chí mới ra trường thì mới mức độ khoảng 6-7 triệu đồng, thì chưa thể đảm bảo cho nhu cầu cuộc sống của bản thân của chúng tôi. Thì tuy nhiên thì khó khăn là vậy, nhưng đội ngũ sĩ quan trẻ chúng tôi cũng sẽ luôn là cố gắng nỗ lực phát huy hết tinh thần trách nhiệm gọi là của tuổi trẻ, xung kích và sáng tạo để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, sĩ quan trẻ mới ra trường thường gặp khó khăn trong việc vận dụng kiến thức trong nhà trường và thực tiễn huấn luyện, quản lý bộ đội tại đơn vị, chưa có nhiều kinh nghiệm làm công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội. Đối với sĩ quan trẻ hiện nay, có một số cái khó khăn liên quan đến kinh nghiệm trong công tác quản lý chỉ huy, đặc biệt là những đồng chí vừa ra trường có 1-2 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý chỉ huy, thì vấn đề nắm bắt tư tưởng và kinh nghiệm trong xử lý các cái trường hợp, xử lý các tình huống thì còn hạn chế. Để sĩ quan trẻ trong thời gian tiếp theo được phát huy hết khả năng, trình độ và kiến thức thì Đảng ủy chỉ huy các cấp cần quan tâm tạo điều kiện về việc bồi dưỡng, tạo điều kiện về chế độ, chính sách để sĩ quan trẻ an tâm tư tưởng trong quá trình công tác. Để tạo điều kiện cho lớp sĩ quan trẻ hôm nay cống hiến và trưởng thành, tiếp nối truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống tốt đẹp của lực lượng vũ trang tỉnh, lãnh đạo chỉ huy các cơ quan đơn vị cần quan tâm đến nhu cầu chính đáng của đội ngũ sĩ quan trẻ, kịp thời động viên những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, sinh hoạt và công tác, quan tâm đến quyền lợi chính trị, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ. Để từ đó, sĩ quan trẻ phát huy tài năng, tính năng động, sáng tạo, có ý chí phấn đấu, khắc phục khó khăn, không ngừng vươn lên tu dưỡng bản thân, tích cực nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của quân đội, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chuyên mục quốc phòng toàn dân hôm nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.